Kính chúc năm châu bốn biển, bá gia bá tánh, mọi người ai ai cũng vui khỏe, hạnh phúc, bình an, tươi vui như Phật Di Lặc. Và hiện ở cái thời điểm này thì khí hậu khắc nghiệt và có nhiều thiên tai hỏa hoạn, lửa thủy, và nhất là bệnh trời, bệnh dịch, bệnh lạ. Hiện giờ xuất hiện rất nhiều bệnh lạ, các bạn có thể chỉ cần đi đám về thôi là người nó đã nổi hết mụn lên từ tay đến chân đấy các bạn. Mà cái chuyện này thì mình đã nói cách đây cả năm rồi, kênh mới thành lập là mình đã nói với quý vị rồi. Thì chỉ cần một cơn gió thôi, nó thổi vào người thôi, hoặc là một con chim gì đó nó bay qua là người mình đã nổi bệnh lên rồi, gọi là bệnh lạ mà. Thì ở cái màn này, vì là nước mình thì mình cũng đã nói về hội nghị Diên Hồng rồi các bạn. Vì là nước ta là nước 34.000 được nhà nước tài trợ bốc nén nhang, mà nước Việt Nam ta lại bốc được cốt Phật, thì nước Việt Nam ta là quá là huy hoàng rồi, và là nước thánh địa rồi. Và ngày hôm nay Tâm Việt đang ngồi ở đất thánh địa, đất tại núi Cấm. Cha mẹ cũng đã xoay chuyển cho Tâm Việt về đến núi Cấm. Ngày lên xe là ngày 25 các bạn ạ, và có mặt là ngày 26. 26 tháng 4 và 20 là 26 tháng 3 âm nhé các bạn. Thì ngày hôm qua là mình có đã phát video của Hồ Thủy Liêm rồi nhé. Có mình đã phát 4 phút rồi đấy. Thì các thầy đi phóng sinh. Thì ở cái màn này là đất nước mình là được đất nước thánh địa và được Phật chọn, Phật độ, mà chúng ta không biết hướng cha, hướng mẹ, hướng thần Phật, thánh tiên thì uổng một đời thanh xuân, uổng một cuộc đời. Tại quải hồng trần cũng đẹp, đẹp như quải tiên, rất chi là đẹp, mà các bạn không cố gắng tu để mà hưởng cái cảnh trần này, tu tiếp rồi sau này khi linh hồn mình có rời khỏi cái xác thân tạm bợ này thì cũng lại được về quái tiên, quái Phật, quái thần, quái thánh, lại giữ được cái linh hồn mình. Mà các bạn không tu thì không giữ được linh hồn. Mà hiện giờ bệnh lạ là rất nhiều rồi các bạn nhé. Thì ở cái màn này các bạn chỉ có phải đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền thì mới giữ được cái thân giả tạm này. Cái thân giả tạm này mình phải giữ được, phải lo, phải chăm sóc sức khỏe. Thì mới tại thế quải hồng trần để tu tiếp và sống tiếp, ăn hiền, ở lành, tu tâm, tích đức, tạo phước, tạo công đức, lập công bồi đức, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nên Tâm Việt thì cũng không rủi ra gì, nhưng Tâm Việt đọc kinh niệm Phật, Tâm Việt vẫn nói với quý vị là ngồi thiền thì Tâm Việt cũng như cơm bữa, và cũng là ở trong máu của Tâm Việt rồi. Nói thật với quý vị chứ bây giờ mà Tâm Việt mà đau đầu à, Tâm Việt chỉ cần lấy cái tay Tâm Việt bút lên đầu Tâm Việt niệm Phật là hết đau đầu. Và Tâm Việt đau nhức mỏi ở đâu thì Tâm Việt cũng niệm Phật và bút là hết. Còn các bạn tin hay không là tùy, cũng không cần các bạn phải tin Tâm Việt, nhưng các bạn thử hành và trắc nghiệm đi.
bản thân Tâm Việt từ Tết đến giờ, Tâm Việt đã đi núi lần này là lần thứ ba rồi. Nhưng lần này Tâm Việt cũng ở lâu dài hơn nên Tâm Việt đem rất nhiều đồ. Thì đồ của Tâm Việt đây cũng rất nhiều đây. Đấy. Mà Tâm Việt chở một xe con chở chở Tâm Việt đi mà con bảo là Tâm Việt phỉnh con trai, bảo con ở nhà con nuôi cho mẹ con chó. Rồi về thỉnh thoảng con quay cho mẹ nhìn thấy. Rồi xong rồi con mẹ về con nó còn thì mẹ cho con thưởng cho con 500. Thế nó bố mẹ thưởng cho con một chỉ ấy. Thế bố thì 500 là được rồi. Thế xong nhưng mà mẹ ơi, lúc mà mẹ về á, mẹ đừng đừng công cái gì thêm về nhá. Thực ra Tâm Việt cũng chỉ có đem quần áo thôi mà ba bốn bao à. Thì lần này Tâm Việt cũng ở lại núi Cấm hơi lâu và cũng dài dài, thì có thể quay một số cái cảnh tâm linh cho quý vị xem. Bởi vì là Tâm Việt là nói chuyện thì nói trong vô vi và cũng là thiên về giới định tuệ và trí và huệ, chứ không dùng tay chân và vũ lực để nói chuyện. Thay vì những video mà Tâm Việt đưa ra mà Tâm Việt không nói, đấy là những video mà bề trên đã chọn xác và nói ra bằng cái linh căn và truyền cảm hứng đến cho mọi người để mọi người hiểu, nghe và hành. Các bạn cố gắng trắc nghiệm để được tu tại thế cõi hồng trần và được vào hướng hội Long Hoa tại thế gian. Thì Tâm Việt cũng chỉ cầu chúc quý vị ăn vui và cố gắng tinh tấn tu hành, ăn chay niệm Phật, ngồi thiền tạo phước tạo công đức, tu tâm tích đức, ăn hiền ở lành. Chúc quý vị năm châu bốn biển mạnh khỏe. Bây giờ mình lên Phật Di Lặc lại. Nếu các bạn theo dõi thì video tiếp sau tiếp theo thì mình quay và lại trên Phật Di Lặc, vì là cũng như là cái tâm mình mà, thì Phật ở đâu thì Phật tại tâm, mà tâm mình chỉ mình đi đâu thì mình đi đấy, cũng như là Phật bảo mình đi đâu mình đi đấy.